Rồi. Hi, xin chào mọi người. Chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống. Thì hôm nay mình lại vào bếp để nấu ăn đây mọi người ơi. Hôm nay mình sẽ làm cái món thịt ba chỉ kho với lại hột vịt. Đây, mình có một đĩa thịt ba chỉ mình đã sơ chế sạch và ra miếng như thế này này. Mình thái cái miếng nó to to ra. Đây. Để mình kho với hột vịt thì mình có chuẩn bị 3 quả trứng vịt mình đã luộc và bóc vỏ rồi. Đây, bây giờ mình mời mọi người xem mình làm cho vui nhé. Rồi, let's go. Rồi, đầu tiên là mình sẽ đem cái số thịt này đi ướp mọi người nhé. Thì mình sẽ cho thịt vào cái bát này để mình ướp này. Đây. Rồi, để ướp thịt này thì mình ướp đơn giản thôi. Mình cho đây một ít cái hạt nêm cà non này. Đấy. Rồi mình cho một muỗng nước mắm thơm ngon nha. Đặc biệt thơm ngon luôn. Rồi mình cho đây một ít cái hành tỏi khô bằm nhuyễn này. Đấy mình cho một nửa, còn một nửa để phi cho nó thơm. Rồi mình cho vào đây nửa cái muỗng bột nghệ nhé. Đấy. Rồi mình sẽ đảo đều đi. Mình đảo đều, mình ướp 10-15 phút thì đây cho nó ngấm gia vị rồi mình tiến hành đem đi kho nhé. Rồi ok, mình để đây mình ướp. Rồi đầu tiên mình sẽ cho vào đây một ít cái dầu ăn nhé. Đây, mình sẽ cho vào đây 2 muỗng canh đường này. Đây, mình sẽ thắng cho đường nó lên màu nhé. Nó lên cái màu cánh gián này. Mình thắng cẩn thận không là nó cháy. Nó cháy đen thùi lùi là nó sẽ đắng. Đấy, mình thắng mình phải để ý nhé. Nó lên cái màu cánh gián là được. Đây, nó lên cái màu như cánh gián như vậy là mình sẽ cho cái hành tỏi khô còn lại vào này. Đây, mình phi cho nó thơm. Rồi, khi nó thơm là mình cho cái số thịt đã ướp vào nhé. Đây mình cho cái thịt đã ướp vào là mình đảo cho cái thịt này nó săn săn lại cho nó thơm ngon, nó thấm vị. Đấy, thịt kho với trứng thì mình nên thái cái miếng nó to to này. Đấy, mình cứ phải đảo sơ thịt này cho nó, cái miếng thịt nó săn lại này, cho nó thơm ngon. Rồi mình hẳng bỏ nước vào mình kho. Rồi ok. Mình sẽ cho 3 quả hột vịt vào. Đấy. Rồi mình sẽ đổ nước vào để mình kho nhé. Mình sẽ cho nước sôi này. Cho nước sôi cho nó thơm ngon. Mình cho nước xăm sắp vào mình kho.
Ok, nhiều nước thôi. Chỉ cần nước nó xăm sắp như thế này là được. Rồi mình sẽ nêm lại nhé. Mình tiếp tục cho vào đây một muỗng nước mắm này. Mình cho vào đây một muỗng mì chính này. Rồi, ok. Nói chung là nêm nấm thì mặn nhạt tùy khẩu vị của mỗi người nhé. Rồi là mình sẽ đậy vung lại và mình tiến hành mình kho cho nó cạn cạn nước đi. Ok. Rồi, đây mọi người ơi. Đây, mình kho nước nó cũng đã sắp cạn rồi nè. Mình cho mấy cái gốc hành nhé. Với lại quả ớt chẻ đôi vào. Mọi người nếu thích ăn nước kho thì để nước nhé. Này ở đây là mình không thích ăn nước, mình sẽ kho cho nó sạch sạch lại. Chỉ giữ lại một ít nước thôi. Đấy mình kho như thế này là ổn đấy mọi người nhé. Mình giữ lại một ít nước này. Đấy, mình giữ lại một ít nước cho cái thịt này nó không bị khô thì ăn nó sẽ rất là ngon. Rồi để mình tắt bếp mọi người nhé. Tắt bếp để cho ra đĩa. Rồi ok, để mình tắt bếp nhé. Đây mình cho trứng ra trước này. Đấy, 3 quả trứng nhé. Rồi đây mọi người ơi, đây là cái cách mình làm thịt ba chỉ kho với hột vịt nhé. Mọi người thấy thế nào ạ? Có ngon không ạ? Có hấp dẫn không ạ? Cái cách mình làm cũng thật là đơn giản nhé, ai cũng có thể làm được nhé. Mình làm như thế này thì ăn với cơm rất là ngon luôn, rất là đưa cơm nhé. Mọi người cũng có thể làm để ăn với cơm đấy ạ. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Rồi ok.